Hello everyone. Welcome back English Night. Today we begin Unit 5, The Media. Chào các em. Rất vui gặp lại các em. Hôm nay chúng ta tiếp tục bài số 5, sách tiếng Anh lớp 9, The Media, có nghĩa là phương tiện truyền thông. First, we go to getting started. Work with a partner. Ask and answer questions about your favorite activities and how much time you spend on each activity. Phần đầu tiên là phần getting started. Chúng ta hoạt động theo cặp, đặt câu hỏi và trả lời về các hoạt động yêu thích của mình và thời gian mà mình sử dụng cho mỗi hoạt động sau đây. Trong bài thì chúng ta có 5 bức tranh: watching TV, xem TV, reading magazines, đọc tạp chí, listening to the radio, nghe radio, reading newspapers, đọc báo, using the internet, sử dụng mạng internet. Bây giờ thì mời hai bạn, một bạn đóng vai A, một bạn đóng vai B. Chúng ta thực hành hỏi và trả lời với nhau, xem coi trong lúc rảnh rỗi chúng ta đã sử dụng những cái phương tiện truyền thông nào nhé. Ok, now let's go. Thì trong sách giáo khoa của chúng ta có một câu ví dụ mẫu. Bạn ngay hỏi: which of these is your favorite activity in your free time? Hoạt động nào trong số những hoạt động này là hoạt động yêu thích của bạn trong lúc rảnh rỗi? Bạn B trả lời: watching TV, xem TV. Bạn A hỏi: how many hours a week do you spend watching TV? Mỗi tuần bạn dành bao nhiêu giờ để xem TV? Bạn B trả lời: about 4 or 5 hours, I guess. Tôi đoán là khoảng 4 hoặc là 5 giờ đồng hồ. Các em xem qua các hoạt động trong tranh. Hoạt động nào mà chúng ta hay thực hiện trong lúc rảnh rỗi để chúng ta trả lời cùng với các bạn nhé. Ví dụ như hoạt động sử dụng mạng Internet, using the Internet. Chúng ta thực hành hỏi và trả lời như sau: which of these is your favorite activity in your free time? Using the Internet. How many hours a week do you spend using the Internet? About 9 or 10 hours, I guess. Okay, now let's go to activity number 2. Listen and read the media. Bây giờ chúng ta sang hoạt động thứ hai, nghe và đọc. Trong phần này, chúng ta có 4 đoạn văn nói về các phương tiện truyền thông ngày xưa và ngày nay. Bây giờ, thầy mời các em lắng nghe theo máy trước một lần nhé. Sau đó, thầy sẽ giới thiệu với các em một số từ vựng mới, rồi chúng ta sẽ tìm hiểu bài. Ok, bây giờ các em lắng nghe nhé. The Media. A. Before newspapers were invented, town criers would go through the city streets ringing a bell. They shouted the latest news as they were walking.
B. In Vietnam, people love reading newspapers and magazines. The Kien Thuc Ngai Nai is one of the most popular magazines and is widely read by both teenagers and adults. C. Thanks to television, people can get the latest information and enjoy interesting programs in an inexpensive and convenient way. Nowadays, viewers can watch a variety of local and international programs on different channels. D. The next stage in the development of television is interactive TV. Viewers are able to ask questions about the show by using their remote controls. Trong bài, chúng ta có một số từ vựng mới như sau. Thầy mời các em hãy ghi các từ vựng mới này vào trong sổ học của mình nhé. Sau đây, thầy mời các em tập phát âm những từ vựng mới theo thầy nhé. Tao Kraya. Tao Kraya. Shout. Shout. Latest news. Latest news. Adult. Adult. Từ này chúng ta còn có các phát âm khác là adult, adult. Inexpensive, inexpensive. A variety of, a variety of. Local program, local program. International program, international program. Channel, channel. Interactive TV, interactive TV. Remote control, remote control. Benefit, benefit.
Bây giờ, thầy mời các em lắng nghe bài đọc theo máy một lần nữa và chúng ta tự đọc lại toàn bộ bài đọc của chúng ta nhé. The media. A. Before newspapers were invented, town criers would go through the city streets ringing a bell. They shouted the latest news as they were walking. B. In Vietnam, people love reading newspapers and magazines. The Kien Thuc Ngai Nai is one of the most popular magazines and is widely read by both teenagers and adults. C. Thanks to television, people can get the latest information and enjoy interesting programs in an inexpensive and convenient way. Nowadays, viewers can watch a variety of local and international programs on different channels. D. The next stage in the development of television is interactive TV. Viewers are able to ask questions about the show by using their remote controls. Exercise A. Complete the table with the passage letters in which these facts or events are mentioned. Bài tập A. Hoàn thành bảng sau đây với những chữ cái đại diện cho từng đoạn văn mà các sự kiện sau đây được đề cập tới. Ok, trong bài tập này, chúng ta có một bảng gồm hai cột. Cột thứ nhất là facts and events, tức là những sự thật hoặc là sự kiện. Cột thứ hai là passage letter, tức là chữ cái đại diện cho đoạn văn. Thì chúng ta có bốn đoạn văn A, B, C, D. Các em đọc qua xem coi sự việc nào được đoạn văn nào trong bài của chúng ta đề cập tới. Câu số 1. Remote controls are used to interact with TV. Dụng cụ điều khiển từ xa được sử dụng để tương tác với truyền hình. Thì câu này được đề cập tới trong đoạn D, nói về interactive TV. Còn 5 câu còn lại, từ câu 2 đến câu 6, các em đọc kỹ và tìm hiểu xem coi câu nào được đề cập trong đoạn nào nhé. Câu thứ hai, one of the most popular magazines, một trong những tờ tạp chí phổ biến nhất. Chúng ta thấy ở đoạn B, câu The Kiến Thức Ngày Nay is one of the most popular magazines. Tờ tạp chí Kiến Thức Ngày Nay là một trong những tờ tạp chí phổ biến nhất.
Vì vậy đáp án của chúng ta cho câu số 2 là B, đoạn B. Câu số 3, people of different ages like this magazine. Người ta ở nhiều độ tuổi khác nhau thích tạp chí này. Chúng ta cũng dựa vào câu ở đoạn B, and is widely read by both teenagers and adults, và được đọc rộng rãi trong thanh thiếu niên lẫn người trưởng thành. Ok, vậy đáp án của câu số 3 là B. Câu thứ 4, benefits of TV, ích lợi của TV. Chúng ta dựa vào câu thanks to the television, people can get the latest information and enjoy interesting programs in an expensive and convenient way. Nhờ vào TV mà người ta có thể nắm bắt được những thông tin nhanh nhất và thưởng thức được nhiều chương trình thú vị một cách tiện lợi và ít tốn kém. Vậy là đáp án của câu số 4 của chúng ta là đoạn C. Câu số 5, people got the news from town criers. Người ta nắm bắt được tin tức từ người rao tin. Chúng ta dựa vào câu town criers would go through city streets ringing a bell. They shouted the latest news as they were walking. Những người rao tin thường đi qua những con phố rung cái chuông. Họ vừa đi vừa hô to những thông tin mới nhất. Vậy đáp án của chúng ta của câu số 5 là đoạn A. Câu cuối cùng, interactive TV is available now. Ngày nay đã có truyền hình tương tác. Ta dựa vào câu the next stage in the development of television is interactive TV. Thế hệ kế tiếp của TV đó là TV tương tác. Từ đó suy ra đáp án của câu số 6 là đoạn D. Ok, thầy mời các em viết kết quả của bài tập vào trong sổ học của mình nhé. Chúng ta sang bài tập kế tiếp. B. Answer the questions. Trả lời các câu hỏi. Trong bài tập B, chúng ta có 5 câu hỏi. Lần lượt như sau. 1. What was a town crier? Người rao tin là gì? 2. How popular is the kiến thức ngày nay? Tờ tạp chí kiến thức ngày nay phổ biến như thế nào? 3. What benefits does TV bring about to people's life? Truyền hình đã mang lại cho cuộc sống con người những ích lợi gì? 4. What kinds of magazines and newspapers do you read? Em thường đọc loại tạp chí hoặc là loại báo nào? 5. What's your favorite type of media? Why? Loại phương tiện truyền thông yêu thích của em là gì? Tại sao? À, như vậy thì qua 5 câu hỏi này, chúng ta có 3 câu 1, 2, 3 là 3 câu hỏi chúng ta dành để hỏi về nội dung trong bài đọc của mình. Còn 2 câu hỏi 4 và 5 là 2 câu hỏi dùng để hỏi về sở thích sử dụng các phương tiện truyền thông của cá nhân mỗi người chúng ta. Ok, như vậy thì đối với câu 4 và câu 5, chúng ta dựa vào ý thích sử dụng các phương tiện truyền thông của cá nhân mình để chúng ta trả lời. Ok, bây giờ thầy mời các em đọc lại bài đọc và suy nghĩ tìm ra đáp án nhé.
Và sau đây là đáp án của chúng ta. Câu số 1. What was a town crier? Ta dựa vào đoạn A. Before newspapers were invented, town criers would go through city streets, ringing a bell. They shouted the latest news as they were walking. Như vậy, đáp án của chúng ta là a town crier was a person who would go through city streets, ringing a bell and shouted the latest news. Number 2. How popular is the kiến thức ngày nay? Ta dựa vào đoạn B. The kiến thức ngày nay is one of the most popular magazines and is widely read by both teenagers and adults. Vì vậy, chúng ta có đáp án như sau. It is one of the most popular magazines and widely read by both teenagers and adults. Câu số 3. What benefits does TV bring about to people's life? Chúng ta dựa vào câu. Thanks to television, people can get the latest information and enjoy interesting programs in an inexpensive and convenient way. Từ đó chúng ta có đáp án là people can get the latest information and enjoy interesting programs in an inexpensive and convenient way. Question number 4. What kinds of magazines and newspapers do you read? Ok, câu này chúng ta trả lời về bản thân mình. Thì tùy mỗi người, các em thường đọc báo gì hay là tạp chí gì, chúng ta trả lời tên của báo đó và tạp chí đó. Ví dụ như, I like to read Tuổi Trẻ Newspaper and Traveling Magazine. Tôi thích đọc báo Tuổi Trẻ và tạp chí du lịch. Number 5. What's your favorite type of media? Why? Loại phương tiện truyền thông yêu thích của bạn là gì? Tại sao? Ví dụ như phương tiện truyền thông yêu thích của chúng ta là mạng Internet. Chúng ta có thể trả lời như sau. My favorite type of media is the Internet. It is both the fastest and the most effective way for me to get information. Phương tiện truyền thông yêu thích của tôi là mạng Internet. Nó vừa nhanh mà vừa hiệu quả nhất cho tôi tìm kiếm thông tin. Ok, thì tùy cá nhân của mỗi bạn nhé. Chúng ta thích sử dụng phương tiện truyền thông nào thì các em trả lời phương tiện truyền thông đó và mình giải thích lý do tại sao mình sử dụng nó. Rồi, bài học của chúng ta hôm nay tạm dừng ở đây. Thì hẹn gặp lại các em vào bài học kế tiếp nhé. Goodbye.